Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm tiếp cái series cắm trại. Hôm bữa là mình làm cắm trại theo tên này, hôm nay là tụi mình tiếp tục luôn, đó chính là cắm trại theo họ. Và ngoài cắm trại theo họ thì tụi mình còn có chọn số tiền, số sao để mua đấy các bạn. Ví dụ như là mình họ lơi đi, mình họ lơi thì mình sẽ được mua những món đồ nào liên quan tới chữ L và chữ Ơ ấy các bạn. Chữ Ơ nha, chứ không phải chữ E nha, mà là chữ Ơ nha các bạn. Chữ L và chữ Ơ. Ví dụ như L thì mình có thể mua là Tế Lơi. Còn chữ Ơ thì mình có thể mua là Lương. Chữ Ơ mà. Ồ chữ Ơ. Ơ có thể mua là ớt nha các bạn. Vẫn được, miễn có chữ Ơ trong đó là được. Nói chung là hôm nay là tụi mình sẽ cắm trại theo họ và hạ cái trái banh này để chọn số tiền để mua. Và ăn hãy trước các em. Dạ. Em nhà họ Huỳnh. Ăn thì đó họ Huỳnh nha bạn. Huỳnh là cái hoa Huỳnh đó hả? Hoa hẹ. Dòng họ em tấm lòng tốt lắm đó, cho xuống sao cao lên. Wow. Ăn sẽ được 4 sao và 2 triệu để mua sắm những thứ liên quan tới họ Huỳnh. Họ Huỳnh thì còn có là chữ H nè, U, Y dài, N. Chữ H nữa. Chữ H nữa. Dạ. Ủa Huỳnh có H nữa hả? Dạ Huỳnh. Ủa dạ, rồi. Tên dài dữ hả? Quá được heo. 5 chữ mà. Rồi tiếp theo là mình nha bạn. Mình thì họ Lê. Chắc chắn là mình sẽ có Lê rồi. Thả vào. Ồ, chỗ trống nha bạn, hãy lại. Hãy bên đây đi, vào 6 sao rồi. Một sao 100k. Không sao, với 100k là sống dư sức các bạn. Mình chỉ sợ không sao thôi, chứ một sao là vẫn sống được. Ok, tiếp theo là Toàn. Toàn hỏi gì Toàn? Họ chặn anh. Toàn hỏi chặn nha bạn. Coi chừng không sao nha, không sao là hỏi mua luôn á. Phải lại. Mình nghĩ chắc ship lại anh à. Ok, mình sẽ đẩy qua nha các bạn. Đẩy qua vậy đi. Tiếp em. Ủa? Vừa đẩy qua cái... Đẩy lại cái nữa. Rồi, đó, dứt. Vừa đẩy không sao giữa á. Khá là tốn thời gian luôn mà. Cái này nó chạy không có như ý muốn. À! Đem lại cái đó là 5 sao á. Đẩy qua cái. Toàn sẽ có 10k để mua heo cái họ tràn. Buồn quá, họ em nhiều. Thứ gì vậy mà. Nhiều chữ gì mà không mua được ha. Đây. Rồi vậy họ lơi. Đúng rồi. Vậy họ lơi luôn các bạn. Mấy này hằng mấy em mình họ lơi không à. Cười ta. What the. What the. Hả? Vậy lại 6 sao rồi. 6 sao 10 triệu luôn. 6 sao giúp buồn luôn. Sao dở lên nhân phẩm mày kỹ ta. Trời ơi. 6 sao con này. Tới cái không kịp. Rồi tiếp theo là Tú nha. Tú hãy ba lần không vô chỗ khăm luôn cho lẹ nha. 5 sao rồi anh. Giờ còn mệnh giá lớn không à. Cái nữa. Trời ơi. Sẽ đẩy ba cái vô giữa. Bóp vậy nè em. Đó. Từ từ. Rồi ok hãy em. 2, 3 hay là 5 đây? Ủa? Hình như nó có cái hàng giao cách cảm hay sao, nó thấy hụt không à. Tại hả? Dạo này em thấy Tú hơn lắm anh. Đúng rồi, nhân phẩm Tú cao quá. À, nó thấy vô hụt không các bạn ơi. Cái nữa nha, cái nữa không được thì hãy bốc thăm nha. Hai sao. Rồi Tú được 2 sao, 500k. Kết quả là Tú là 2 sao họ lơi, Dĩ là 6 sao họ lơi, mình 1 sao họ lơi, Toàn không sao họ tràn và An 4 sao họ Huỳnh. Họ Huỳnh. Ok, nói chung là hôm nay là tụi mình làm tiếp series cắm trại heo tên và lần này là heo họ nha bạn. Bạn thấy video của mình thì để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh nha bạn. Hiện tại là có khá là nhiều bạn chưa nhấn đăng ký kênh luôn. Cái thống kê của kênh mình là 65% là chưa đăng ký kênh các bạn. Nên bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh, các bạn chịu khó lấy đăng ký kênh để tụi mình có động lực thực hiện video nhanh hơn. Nếu như được đăng ký mà ngày càng nhiều thì tụi mình sẽ gấp rút quay video liên tục, mỗi ngày một clip hoặc có thể là một ngày 3 clip luôn. The next day. Rồi ok, tụi mình đã đến được cái địa điểm cắm trại, đó chính là rừng cây dương các bạn. Và bây giờ mình sẽ review đồ của từng người. Đầu tiên là cu Toàn. Không sao hết Toàn. Đúng rồi anh.
À, Toàn thì nó vào không sao và họ của anh Toàn là họ Trần. Đúng rồi. Họ Trần nha bạn. Nhưng mà nó chỉ có 10 ngàn nó mua sắm thôi bạn. Họ Trần thì đang lại mua được rất là nhiều. Kết quả là nó chỉ mua được có 7 ngàn thôi. Còn dư 3 ngàn không mua được gì hết hả? Không, anh nước này tới 3 ngàn rưỡi lần anh. Cái này 3 rưỡi hả? Ờ. Còn mì này 3 rưỡi luôn. Họ Trần thì có chữ nà các bạn. Kết quả là mua được nước uống đóng chai. Nước uống đóng chai có chữ nà. Tôm núi lửa. Nước uống đóng chai và tôm núi lửa các bạn. 7 ngàn. Khá là buồn. Không có liều gì hết em? Không anh. Vậy là em sẽ tiếp tục xây liều sinh tồn các bạn. Tập sinh tồn. Tập trước thì Toàn làm liều sinh tồn, tập này Toàn làm liều sinh tồn nữa. Mong rằng là tối nay không có mưa. Cái mưa là không có chỗ trốn luôn. Em còn dự báo anh đóng mưa đâu anh. Rồi tiếp theo là Tú mấy sao em? Em 2 sao anh. Tú thì được 2 sao các bạn. Và có 500 ngàn nó mua sắm đúng không? Nó mua tất cả là 102 ngàn. Còn 400 ngàn thì nó lấy cái liều cũ các bạn. Liều này hình như là có 300 mấy 400 thôi. Nhưng mà do sử dụng liều cũ nên tụi mình chấp nhận luôn nha. Tối nay mưa lớn lớn ngủ cho mát anh. Đúng rồi, mưa lớn ngủ mới đã ha. Đúng rồi. Tới bên em có hàng xóm nè, thấy không? Đã không? Nói chung là anh Tú là họ lơi. Lơi thì được phép mua liều. Và đây là những cái món họ chữ L của Tú nha. Gồm có là lương. Là vì em. Có chữ L luôn nha. Líp tông. Rồi nước uống là vì em gì đó các bạn. Có chữ L luôn. Rồi cuối cùng là hai hũ lẩu hái tôm các bạn. Lẩu hái tôm có chữ L luôn. Nói chung là Tú mua há là hay đó bạn. Tên đó là chữ L và chữ Ê. Kết quả nó mua này là chữ L không. Bỏ chữ Ê luôn em. Chữ Ê đâu có gì đâu anh. Không có gì để mua hết hả? Đúng. Lời có mua được gì ta? Ấy. Lời không biết mua gì luôn bạn. Nói chung là nó mua chữ L rất là nhiều. 102 ngàn và cái liều khoảng 300 mấy 400 nha. Ok, mua rất là hay luôn em. Vừa y luôn á em. Rồi tiếp theo mình là họ lơi luôn. Và mình được 1 sao 100k. Đây là bill của mình. Mình mua chỉ có 35 ngàn thôi. Còn tới 65 ngàn mình không hề mua luôn. Mình mua đúng 35 ngàn thôi. Và kết quả là mình sẽ có là 3 chai nước suối là vì em. Chữ L. 3 chai Libo Vitan. Chữ L. Và cuối cùng là hai hũ lẩu hái tôm. Chữ L luôn. Mình cũng y như Tú bạn. Họ lơi luôn. Kết quả mua cũng tàn chữ L không. Chứ ơi không mua được gì hết. Thá là bù luôn. Và mình sẽ làm liều sinh tồn các bạn. Tại vì mình có 100k không đủ tiền mua liều. Rồi tiếp theo là cu ăn. Ăn thì đó họ Huỳnh nha bạn. Huỳnh Hoàng Ăn. Dạ. Họ Huỳnh khá là dài luôn em. Em có em vào 4 sao mà em có 2 triệu để mua sắm anh. Wow, 4 sao mà có 2 triệu để mua sắm. Kết quả là đồ ăn của con ăn nó khá là ơi hời luôn bạn. Cả đống luôn. Và đây là bill của con ăn nha. Đầy 330 ngàn. Rồi mua một cái nồi này là khoảng trăm mấy hả em. Dạ. Còn cái đống nón lá đây làm cái gì? Nhiều nữa. Dùng để dựng liều anh. Một cái nón lá 23 ngàn 10 cái. 230. Rồi cái này nữa. 620. 6 niệm. Cộng với 3 rồi 6 hết là nhiêu ta? Chắc cũng cỡ chừng 1 triệu 3 triệu 4 vậy anh. Nghe nó mua hết là khoảng 1 triệu 3 triệu 4 nha các bạn. Nó mua là một cái tấm niệm nè. Rồi nón lá thì chữ N nè, đúng không? Dạ. Nồi chữ N luôn. Nho chữ N luôn. À tên em có chữ H đúng không? Dạ. Huỳnh mà. Thì nó có Hoành Thánh nè. Há Cảo nè, chữ H luôn nè. Sao tại mua tại chữ H không em? Rồi chữ H em mua được hủ tiếu khô nè, chữ H luôn nè. Ten ten. Udon. Udon. Ủa em có chữ U nữa hả? Có, Huỳnh mà. Ok, nó có chữ U luôn các bạn. Udon. Tiếp tục chữ H, hủ tiếu bò kho. Này là nước tăng lực Red Bull nha các bạn. Nước tăng lực chữ N. Nước uống đóng chai các bạn, nước uống đóng chai, chữ N luôn. Như là em bị tạch hai cái này rồi thì phải. Này là gì? C2, trà học đạo, lúc đầu em tưởng là hồng trà. Rồi, ăn mua sai cái này nha các bạn. Đây, ăn mua sai cái chữ đào hồng trà. Ủa nó là trà hồng, hồng trà đào, hay là trà đào hồng trà, chữ nó in là gì? In ra là trà anh, nên em tạch rồi. Trà C2 hả? Dạ. Yeah. Rồi, nói chung là hai món này là cho cameraman nó sử dụng nha các bạn. Ôi trời. Wow, quá đã luôn. Quá đã. Nhưng mà em xui ngay chỗ là em không có liều anh ơi. Ăn cũng không có liều nha các bạn. Hình như anh thấy là em định sử dụng mấy cái nón lá này để che mưa hay gì nè đúng không? Dạ, thì cứ mưa thì cứ mình mặc định thôi. Có 10 cái cho anh xài chung đó đúng không? Dạ. Mình mang càng nhiều vô rồi. Đúng rồi, mình về vậy nè. Bắt tử luôn các bạn. Quá đã. Rồi, cuối cùng là cu giấy.
nay vậy được 6 sao 10 triệu để mua sắm vàng, vậy là họ lơi lơi triều vĩ với bạn. Cả đám tụi mình toàn anh em không mà toàn chung họ không các bạn, lại thêm một thằng họ lơi nữa. Lơi thì nó các bạn đập vào mắt của các bạn là một cái liều các bạn. Lơi là một được liều nè, liều này thì khoảng 5-6 triệu thôi nhưng mà khá là cũ rồi, nhưng mà nó tới 10 triệu mua chắc chắn là dư các bạn. Rồi tiếp tục là cái chuỗi chữ L các bạn, gồm có là lương nè, chữ L. Cái này gọi là lẩu tự soi các bạn, lẩu tự soi Trùng Khánh chữ L luôn. Còn này là lơi Nam Mỹ gì nè, chữ L luôn. Nó quốc nguyên chai là vì em cho bá lửa luôn các bạn, là vì em lầy lầy với bạn, lạp xưởng, liếp tông, và cuối cùng là ba chai là vì em dạng lon các bạn, dâu nè, rồi cam đào chanh gì các kiểu các bạn, là vì em luôn. Tổng bia của anh Vĩ là 308.000 cộng với cái liều là khoảng 3-4 triệu nữa là có 3 triệu mấy thôi à. Với cái này nữa nè. À với cái lẩu tươi sôi này 100 mấy nữa. Nói chung là nó cũng dư khá là nhiều luôn. Mà lần đầu tiên mình thấy vô 6 sao 10 triệu mà mua đồ y như là mấy hàng cà phê của 2-3 sao vậy các bạn. Chứ là không có gì để mua luôn anh. Thôi lời không có gì để mua luôn. Ồ cái hới này quen quá, kỳ em cũng 10 triệu mà cứ được mua được con món à. À bữa vậy nó có đợt nó vô 6 sao 10 triệu mà được mua có một món rồi. Rồi có đợt 10 triệu rồi lại mua được có 1 ký rồi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Số nó quá là may mắn luôn bạn, con này vô 6 sao 10 triệu mà họ lơi không mua được gì hết. Rồi ok, bây giờ tụi mình sẽ biểu diễn cái khả năng làm liều sinh tồn các bạn. Ăn làm nè, mình làm vàng toàn làm nha. Quẩy thôi. Rồi hôm nay mình được 1 sao và mình có chữ L có thể mua liều các bạn, nhưng mà 1 sao có 100k không mua được cái liều nào hết. Nên bây giờ là mình sẽ đi dọc bờ biển để lượm mấy cái tấm xốp để làm liều sinh tồn nha. Đây dưới đây các bạn nhìn thấy một tấm xốp khá là bự luôn. Tấm này có thể tận dụng về làm nệm gác ngủ rất là im luôn các bạn. Ở những cái bãi biển mà không có người tắm á, thường có rất là nhiều mấy cái tấm xốp, mấy tấm mi lông được cái kiểu nó bay nó trôi dạt các bạn. Ở ngoài đảo trôi vô hay bên Campuchia gì đó các kiểu nó trôi vô rất là nhiều. Mình cứ đi dọc bờ biển theo và lượm thôi. Ok đi thôi. Mới đi khoảng 15 phút mình lụm được rất là nhiều luôn các bạn. Vô đây là làm liều sinh tồn là dư sức luôn. Vừa có thể làm niệm ngủ cho im mà vừa có thể làm liều che mưa nha. Ok, gom hết vô luôn. Mình thì 4 sao và mình có 2 triệu để đi cắm trại là các bạn. Cắm trại theo cái hội của mình, nhưng mà xui ngay chỗ là cái hội của mình nó không có cái chữ L hay cái gì mà liên quan đến làm liều hết các bạn. Có sẵn liều nên thành ra là bây giờ mình phải đích thân mình tự làm một cái liều sinh tồn luôn. Và đây là những cái dây mà mình lượm được ở ngoài biển nè các bạn. Ngoài đó rất là nhiều luôn. Và còn đây á là những cái cây khô mình bẻ trên cây á. Nó khô quắt hết rồi. Giờ mình bẻ cái rụp là được rồi. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu dựng cái khung sườn trước. Cái mái nhà sườn thôi. Tại vì mình nghe tòa nói là hôm nay đâu có mưa đâu. Nên mình dựng cái khung sườn cái mình để mấy cái nón lá sọc xuống. Thế là xong cái liều của mình. Còn mình ở dưới đây á thì mình sẽ trải một cái niệm. Thế là xong. Còn bây giờ thì cột thôi. Rồi tình hình mùa này là khá nhiều gieo nha các bạn. Và mình đang rất là gánh giỏi luôn. Không có làm điều như ai kia. Nên giờ mình sẽ bắt gieo. Ok. Rồi sẽ có ngày em sẽ bị quả báo thôi em mà. À lấy nó nè. Mà mặt cao quá mày. Rồi mình đã hoàn thành cái liều dạng ve chai của mình rồi các bạn. Mình cái liều này mình làm theo cái dạng là ký sinh cái vách của liều Dĩ. Mình làm một cái vách bên đây thôi, chứ là vách đằng sau. Không có làm được cái vách bên hông các bạn. Tiết kiệm, gọi là tiết kiệm thời gian. Đó. Đây phía trên đây là mình lợp mấy tấm xốp. Ở dưới đây thì mình dùng mấy tấm xốp để lót làm niệm nằm cho im các bạn. Đây. Bảo có hơi quay gần lại chút khá là ấm cúng các bạn. Đó, không gian phía trên, phía dưới đâu các kiểu. Rất là ok luôn nha bạn. Nhìn nó khá là giống như một cái hang động vậy. Bên đây là sử dụng cái tấm vách là liều của con Vĩ làm vách nè. Còn phía đây mình tán sơ một tấm vách và đằng sau một tấm vách.
rất ok luôn. Nói chung là liều này mưa lớn thì dọn, nhưng mưa nhỏ nhỏ thì ok với bạn. Rồi ok ra thôi. Rồi phía bên An mình thấy là cũng sắp xong rồi kìa. Rồi bên của mình thì cũng đã xong cái khung xương mái nhà rồi nè các bạn. Đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình lợp mái. Mình lợp mái bằng mấy cái nón lá. Đó là đơn giản, chỉ cần để vậy. Mình để trước nha các bạn, sau đó mình sẽ cột sau. Wow, sáng kiến vậy em. Trong đầu em tự nghĩ ra anh, hay chưa? Ủa, rồi anh thấy có mấy cái lỗ này rồi tính sao em? À, đó là điểm nổi bật của cái mái nhà của em á anh. À. Khi mưa xuống thì chúng ta lạnh hết mưa luôn nha các bạn. Mình mua hiếu nón lá rồi các bạn. Mà thôi kệ, như đây là mình thấy cũng ok rồi. Tiếp theo là mình sẽ trải cái tấm nệm này. Mình làm một cái mặt sàn mình ngủ cho im ấm. Cái bịch này thì mình không có bỏ đâu nha các bạn. Mình sẽ chung vô. Tối nay mình ngủ mình sẽ chung vào. Anh nghĩ đem đắp vô cũng ok lắm em. Rồi đây. Thế là đã hoàn thành xong cái ngôi nhà mái lá. Mát quá. Đó vậy còn được ánh sáng nữa. Tối nay ngủ rồi được máy lạnh điều hòa nữa các bạn. Hai bên gió nè, ba hướng luôn. Mát rượi luôn á. A few moments later. Rồi sau bao nhiêu chờ đợi thì Toàn nó đã hoàn thành cái lều nha các bạn. Đây là cái lều của anh Toàn. Wow, nhìn thú vị quá em, cái trải nghiệm thử cho mọi người coi không? Có dặn. Wow. Ok. Lều đây là lều của anh Toàn nha các bạn. Không nhìn thấy tạm bợ như vậy thôi chứ thật ra là nó rất là cồi mía nha các bạn. Mưa vô đám thợ tạc qua đây tắm đã luôn. Không mưa, em ngồi vậy mà anh đâu nằm thôi anh. Mà tối nay không mưa đúng không? Em coi rồi tối nay đâu mưa đâu. Nói chung là Toàn nó coi dự báo thời tiết là tối nay không mưa nha các bạn. Còn Tú chứ vậy bắt được con ve nào chưa? Hả? Dạ chưa anh. Chưa bắt được ve nào hết luôn. Chưa, thôi. Nên giờ quyết định không bắt ve nữa mà đi tắm biển. Đúng rồi, tắm biển không anh? Có anh ơi. Ok, tắm biển. Rồi ok, tụi mình tắm biển nha các bạn. Lâu lâu ra biển lại tiếp tục tắm biển. À, có hai nhiều bạn yêu cầu mình xăm thêm sâu thêm hình xăm của anh Tú. Trời nắng quá các bạn. Nên hôm nay là mình sẽ sâu thử cho các bạn xem là Tú nó xăm cái gì nha. Nói chung là hồi nay là mấy thằng mà trẻ trâu như là Dĩ nè, rồi Tú đồ nó tụi nó khoái xăm mình đó các bạn. Chỉ có những đứa mà hư sinh như mình, An với Toàn là không xăm mình thôi. Còn đây là dân chơi nha. Đây, sâu rồi nè. Wow. Wow. Rồi, đứng nha. Đứng thẳng. Nói chung là nó chỉ xăm có ngay vú nha các bạn. Bên đằng sau là không có gì hết luôn. Thanh niên xăm gì ạ? Mặt quỷ. What the. Mà mặt quỷ mà nghe chỗ này tự nhiên có gì đây nè. Giống gì chó quá hả? Xăm ngay cái vú. Em có phát biểu tại sao em lại xăm hình mặt quỷ không? Em thích làm quỷ hả? Không. Quỷ cho mạnh mẽ anh. À, cho yếu đuối quá nên quyết định là xăm mặt quỷ cho cá tính lên đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Tại mạnh vì mẽ. Tối nay là nó bị thằng Toàn với thằng Dĩ nó cứ ăn hiếp kia các bạn. Nên nó xăm mình để cho mạnh mẽ lên nha. Mà xăm hơi bự xíu thì chúng tôi ra có cái mục nguội đó. Cái vú. Ok dù ok. Cảm. Thôi tắm thôi, tắm thôi. Mình mà ra ngoài đây chắc nó đánh cái máy quay của mình quá. Có nó bắt có ống không mày? Có không, có không? Dạ. Cho tạo xin tạo kìa. Mày quay, mày quay. Vô đây Tú, mày quay. Đây, mùa này có rất là nhiều mấy con nghêu sò như vậy đó bạn ơi. Bự hơn anh. Đúng rồi, lần này bự hơn đó bạn ơi. Không sao, không sao. Bây giờ là mấy thằng mà không sao mà không sao mà chắc sẽ bắt nha các bạn. Rồi ok, cả đám tụi mình ăn tối bên đống lửa trại nha các bạn. Mình lượm được một cái dĩ sát ngàm luôn. Hôm nay đi là không có đem dĩ gì hết, sử dụng dĩ lượm luôn nha. Mình sẽ bỏ vào trong cái đống lửa như vậy. Đó. Khói hôm nay hơi bị nhiều khói mà. Rồi đầu tiên là Toàn không sao. Hôm nay Toàn sẽ ăn món gì Toàn? Tôm phun lửa anh. Toàn nó sẽ ăn tôm phun lửa. Ủa không có gì nấu nướng hết hả? Không anh, em còn có 3.000 à. Mà cái này nếm nó mà sử dụng cái này để nấu nướng là hết luôn các bạn. Ăn tôm nước phun lửa không? Uống nước. Còn mấy con ốc này là hồi nãy chiều tắm biển các bạn. Tụi mình xúm nhau cả đám bắt cho nó được khoảng 10 mấy con. Tính làm món gì Toàn? Nướng ăn. Bỏ lên nướng hả? Vậy hả? Có từ heo. Wow, cũng thú vị á. Rồi tiếp theo là Tú. Mấy sao Tú? Hai sao anh. Hai sao thì em ăn món gì?
lươn nướng. Lươn nướng mì uống la vi. À, do cái dĩ này nó sát quá nên Tú nó không có để hẳn lên được các bạn. Tụi mình phải nước khang nha. Đó, dục vô khang như vậy nướng này nha. Trời ơi, tự nhiên mua con lươn chi á, khó biểu diễn ghê luôn á, ghê vãi. Phải chi vô em, nguyên con tơ mà. À, nếu như vô toàn là toàn quốc ngôm Alaska các bạn. Chữ tờ, chữ tràn á, họ tràn. Có chữ tờ thì nó quốc ngay tôm Alaska luôn. Tôm hùm bông, tôm hùm xanh, rồi tôm núi lửa rồi các kiểu luôn. Rồi chữ R thì mua được gì nữa ta? Rau anh. Rắn đồ. Rau, rắn đồ. Còn chữ N thì mua được nồi. Niêu. Trời ơi mẹ ơi. Hôm nay không biết cái đống ủng bị gì, khói quá trời quá đất quá bạn. Rồi toàn biểu diễn ăn ốc rồi, có cát không em? Tụi mình là hổ công bắt cho toàn nha bạn. Ăn mì với lại ăn ốc. Cái con này đậu ngộng nước kìa. Trời ơi nước biển. Nó mặn mặn mà nó không có cát luôn nha mấy bạn. Hay hả? Không có cát luôn á anh. Thiệt không? Thiệt, em bao giờ nói xạo anh đâu. Xạo được. Không. Nghe rộp rộp luôn. Đồ có biết lừa đúng không bạn? Không. Ở đây con này anh thử lại. Em bảo là không có cát đâu. Ok. Trời ơi nghe cái rộp luôn, gãy cái răng anh. Mẹ răng hết. À không. Có, em có cát mà. Tự nhiên có nguyên cục cát luôn. Tổn lừa. Ok, tiếp theo là mình nha bạn. Rồi trong thời gian chờ đợi lươn dưới đây nước của thằng Tú nó sôi thì mình cũng biểu diễn ăn tối luôn nha bạn. Mình cũng họ lơi và họ lơi thì mình mua được nước Livovitan nè, chữ L nha. Đầu tiên thì mình sẽ hui nước ngọt này ra. Quá dữ. Nóc một hai cái nghe muốn no hỏi ăn tối luôn các bạn. Sau đó mình sẽ sử dụng nước suối giống con Tú nha. Và chế vào cái lon này để nấu nước. Do tụi mình không có nồi á, chữ L không mua được cái nồi nữa các bạn, không lẽ đọc tên là lòi. Chỉ có ăn mới mua được nồi thôi. Sau đó mình sẽ bỏ lên đây để nấu. Rồi bây giờ thì chờ nước sôi. Trong thời gian chờ nước sôi thì ăn biểu diễn ăn tối luôn em. Dạ. Tối thì mình sẽ ăn há cảo và hoành thánh nha các bạn. Món tráng miệng thì mình sẽ ăn nho. Trời ơi khói gì mấy mẹ ơi. Còn nước uống của mình á thì mình sẽ uống là tăng lực. Rồi nước tăng lực. Nước tăng lực còn khói nhiều quá. Đây như phơi vậy. Còn đây là cái nồi hấp của mình. Thì mình có đủ nước cho đây sẵn rồi mấy bạn ạ. Tiếp theo đó thì mình sẽ bỏ hoành thánh vào. Hoành thánh thì mình có y một bịch nữa. Cho ăn cái này. À, nó cay mắt quá. Tiếp theo là mình sẽ cho há cảo vào. Trời ơi, nhìn hấp dẫn kìa. Sao nhiều dữ hả? Thấy chưa, em đã nói rồi. Cái này chắc chắn là không hết em ơi. Rồi xong gớt một cái rồi. Cái này gớt bỏ đúng không? Không sao đâu, em sẽ thả về với lửa. Trời ơi. Còn đây là để nắp lại. Sự công bằng. Ok, cuối cùng là cô dễ biểu diễn nha em. Ủa cái gì kìa? Là không không dám luôn kìa. Làm gì nãy giờ? Lương lương đúc ống bô gì vậy? Lương lương đúc lon. Tại em có cách riêng của em nè. Đây đây đây. Vậy hả? Khó dữ rồi ta. Lương lương đúc lon hả? Đúng rồi. Dạ. Gì không nội? Wow. Đó đây đã làm chưa? Tiếp theo là mình sẽ ăn lẩu tự sôi. Chữ L có lẩu tự sôi nha. Đúng rồi. Wow, sao Tú không mua Tú có trăm mấy rồi Tú. Đây là cái gói tự sôi các bạn, nó bằng thạch cao hay cái bột gì đó mà khi chúng ta chế nước vào nó sôi rất là nhiều. Đó, dục vô đây. Sau đó mình sẽ chế nước vào. Ủa chưa mà. Không có chế luôn, chế luôn, chế nó lâu sôi lắm. À. Đó. Chế nước vào. Tiếp theo là mình sẽ biểu diễn mình xé hết mấy cái gói miếng nè. Sốt cay gì nè. Chắc lẩu là lẩu cay đó bạn. Này lẩu xúc xích trứng cút anh. Trời ơi, cái gói gì đâu mà nó khó lấy ghê luôn á. Đây gói bột ớt gì nha bạn. Gói bột ớt này xúc xích anh. Tráng vào để đây nha. Wow. Wow trứng cút luôn. Quá đã. Đây là lẩu tự sôi xúc xích trứng cút. Đây trứng cút luôn nha bạn. Trời ơi ba trứng. Không biết ăn được hay không nữa. Ê.
Gọi gọi này gì đây? Đây là cái gói nấm mèo, măng với lại rong biển. Con ngó sen nữa, củ sen nữa. Chừa cái đũa đó em. Rồi gom hết rác lại. Cái gói từ sôi bắt đầu nó đang phình ra nè các bạn. Các bạn thấy nó lên bọt rất là nhiều đây. Này nó tỏ ra cái nhiệt nha, hơi nóng nha, rất là nóng luôn các bạn. Gọi là tự sôi mà, sau đó mình sẽ bỏ cái này vô. Đó, sau đó mình sẽ đóng nắp lại nha. Đóng càng kín là thì nó càng dễ chín. Đó. Ok, sau đó thì chờ đợi thôi. Wow. Wow. Lôi con vậy kìa. Ơ chín cái đầu hả vậy? Đúng rồi. Ồ hay à. Lên luôn em, lên luôn. What the. Ủa sao bấm cái đuôi hay à? Wow. Quá dữ luôn á. Nhìn hấp dẫn á. Sau bao nhiêu chờ đợi thì tụi mình đã có thể ăn rồi nha bạn. Cái đồng đống, cái đống ngùng nó không biết nó bị cái gì mà nó khói nghi ngút luôn, vừa ăn vừa khóc không ăn được, nên tụi mình đã nướng xong, nấu xong cái kiểu mình đến đây ăn nha. Đầu tiên là Tú nó sẽ review tôm nướng mồi nè, quay mặt dưới cho bạn coi nó nướng nè. Tơ ơi, như là này là lươn bóng đêm chứ lộn, lươn chứ phải tôm. Này rồng anh, rồng bóng đêm. Giống lãi quá em, rơi vãi luôn á. Thử cái coi, review coi tự nhiên bích con lươn ngộ quá à. Dòng hồi lơi của mình ngộ quá ha. Hay miếng này đỏ đỏ không em ăn thử luôn. Thử luôn hả? Đâu? Lươn mà nướng không có ốp gia vị gì hết, ăn cái dở ẹt quá. Ăn cũng được á. Được. Được hả? Ngon lắm. Ăn kèm theo mì đó nè em, chắc có hương vị á. À, tụi mình hồi lơi không có gì ăn hết bạn, đành phải ăn lẩu hái tôm nha. Nó thật sự là cái lẩu hái này ăn ngon lương nhiều lắm, nhìn là biết rồi các bạn. Wow. Rồi tiếp theo là gì? Lương hai mùa. À, bên đây là nướng đúng không? Đúng rồi. Bên đây là nướng, còn bên đây là luộc các bạn. Đúng rồi. Anh nghĩ là luộc chín đó em. Ăn phần đó nó nở cái luôn á anh. Wow, tái thịt luôn nè. Tanh không? Không anh, làm chín luôn rồi. Không tanh hả hay vậy? À, nhà họ Huỳnh mình thì cũng không có đồ ăn mấy bạn, nên đành phải ăn thử há cảo vậy. Há cảo của mình. Wow, nó có hình bông hồng gì nhìn đẹp ghê luôn á. Cái đũa của em sành điệu quá à? Dạ, em đâu có đũa đâu anh. Ủa chứ hà không có đũa được hả? Dạ không à. Không à. Không á. Không á, không ăn được. Cái há cảo này á thì mình không biết diễn tả là sao, nhưng mà mình thấy là ăn được mấy bạn. Nếu mà còn chấm thêm cái nước tương nữa là số dách luôn. Không biết tại sao cái này nó không có nước tương ta. Rồi tiếp theo là họ lê con vị là sẽ biểu diễn ăn thử tay lê coi vậy. À, lê Nam Phi. Cắn thử cái coi cho mọi người chiêm ngưỡng coi ngon không. Ủa, ồ cắn được hay ta. Ừ. Mình mong chờ cắn không được mà cuối cùng cắn được. Ủa sao tự nhiên có hai. Quay cho mọi người coi sao có hai cái dấu răng ở đây như rắn cắn rồi em nè, hay không các bạn thấy không? Sao kỳ á? À cắn hàm dưới. Đâu? Sao cắn hàm dưới anh hiểu, anh hiểu mánh khóe rồi, anh biết cái chơi. Rồi biểu diễn ăn lẩu từ sôi coi. Cái gì nó phà hơi nóng á. Ồ hết nóng rồi. À nó sống hết luôn à, anh nghĩ ăn được á em, quậy thử coi. Ăn thử cái tiếng cút cho ngon nè. Đúng rồi. Wow. Hai wow. Trứng luôn. Quất luôn, một cặp luôn. Được quay ngước người lên ăn. Ừ, nóng, ok. Nóng anh. Đúng rồi. Tiếng cút nha mấy bạn. À giống tiếng gà không em? Không quá. Wow, nhìn hấp dẫn quá à. Wow. Nhìn cái nước màn mở nước ớt nó chảy ra kìa. Ủa không có thịt hả? Có. Ủa? Có xúc xích hả? Xúc xích à? Ai tao quýnh này cái đâu, cái đó là một măng á, chua lắm á. Wow. Wow đã quá à. Xúc xích đâu, xúc xích đâu, xúc xích thiệt hay xúc xích giả hả? Nó thiệt anh đâu có à. Nuốt cái ọt luôn. Nói chung là trong đám Tú họ lơi mình họ lơi là chỉ con dĩ là nó ổn áp các bạn, nó có lẩu tự sôi, có lơi nữa, do nó có tới 10 triệu để mua lận, còn Tú là nó có 500 ngàn nó chỉ mua được cái liều với lại mấy gói mì với lại con lươn hoàng thôi các bạn. Còn mình thì có 100k không có liều luôn. Dòng họ lơi của mình vậy là tạch rồi Tú ơi. Mình cũng có lẩu hái mà anh. Ừ, không sao mình có lẩu hái rồi. Nhìn
Nhìn mấy bạn 1-2 sao ăn có vẻ cực khổ quá. Bên năm sao, ở lục bên sách sao hơi nhiều anh. Chắc không hết đâu. Bên họ tặng bển nó ăn bị không, mình còn chưa thèm nói nữa. Im lặng hết. Ủa ăn hết luôn hả? Còn sáng mai ăn gì em? Đâu, sáng mai dịnh tối đi về anh. À, sáng mai kết thúc video là nó không cần sáng luôn bạn. Dịnh tối đi về luôn. Vậy là anh nghĩ em quýnh hết cái lon nước đó luôn là được rồi đó. Nóc phát hết luôn. Wow. Ok, nói chung là bữa ăn tối tụi mình là chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Khúc bên đống lửa hơi tấu hài tí, các bạn không cảm nha. Do khói không biết bị gì, nó cứ đảo hướng như lốc xoáy vậy á. Tại vì hồi nãy là Toàn mới gì coi dự báo thời tiết là 81% mưa hả Toàn? Đúng rồi, 10 giờ 10 giờ tối. Hiện giờ là mới có 7 giờ mấy các bạn, 10 giờ là có nguy cơ 81% mưa. Nói chung là tụi mình sẽ ăn xong, sau đó mình sẽ cố gắng gia cố để căn liều mình có thể chống chọi được với cơn mưa nha các bạn. Ok, ăn tiếp không em? Rồi ok, tụi mình đi ngủ nha bạn. Mình thấy là có sấm chớp bên kia khá là nhiều, nhưng mà mình nghĩ là mưa ở xa nó không có đến được chỗ này. Mong là tối nay ngủ là không có mưa. Và đầu tiên là mình sẽ review chỗ ngủ của Toàn. Đây không hiểu sao nó là một cái căn liều rất là bá đạo các bạn. Đây, nó phải co giò lại nha, chứ nó mà hẳn ra là ló ra ngoài các bạn. Đây gọi là liều nửa mùa. Nó chỉ có nửa cái thôi à, và nó vừa gốc cây. Nhưng mà lợi thế của cái liều này chính là nhanh gọn lẹ nha bạn. Che sương thôi, chứ mưa thì chắc chắn là không che được. Rồi kế bên Toàn là con Tú. Tú thì nó họ lơi và nó có liều nha, chữ L nên nó có liều. Nó có 500 ngàn nữa, nó hy sinh 300 mấy 400 ngàn để mua cái liều nha bạn. Rồi ở phía bên đây là cô An thì nó họ Huỳnh. Nhà họ Huỳnh của nó thì nó sử dụng nón lá để che, không biết là che cái gì, nó chắc che sương chơi chơi cho vui thôi các bạn. Còn phía dưới thì nó chữ Huỳnh nó có chữ nợ nên nó mua được một cái niệm. Sao em không quắn vô vàng ngủ cho đã nè. Đó, hợp lý không? Rồi tiếp theo là cu Dĩ 6 sao họ Lơi thì nó có một căn liều rất là bự luôn bạn, do nó vô 6 sao. Nó dùng căn liều chà bá lửa luôn, một mình nó là nguyên căn liều khổng lồ luôn. Rồi cuối cùng là mình cũng họ Lơi luôn và có 1 sao 100k và kết quả là không mua được cái liều thôi các bạn. Nên mình sẽ ngủ trong căn liều rất là ấm cúng của mình. Đây, nhìn vào khá là đã luôn các bạn. Mình làm được mấy cái tấm xốp khá là trắng trẻo, rất là tuyệt luôn. Bên trong cái không gian bảo có quay được không? Khá là ấm cúng luôn á. Thẳng dò được luôn nha các bạn. Mình nghĩ là mưa nhỏ là chắc chắn là có thể trụ được, chỉ có mưa lớn thì nó mới tạt bên hông thôi. Chứ thực sự là rất là ok nha các bạn. Ok, nói chung là bây giờ là cái đám tụi mình sẽ ngủ, nếu như trời có mưa hay các kiểu gì mình sẽ cập nhật sau nha. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon. The next day. Rồi, tại sáng mấy bạn à. Không biết là nay nó như thế nào mà ngủ nó không có một miếng gió nữa hết các bạn. Khá là nóng nực luôn. Mình sẽ cởi cái áo gió ra và lấy nó làm cái gối ngủ nha. Biển không biết bị gì, không có một miếng gió luôn, trời yên, sóng lặng, không mưa gì hết các bạn. Ngủ rất là ok luôn. Bảo thì nó ngủ chung với lại Dĩ nha các bạn. Nó còn cắp cái đông lá của con ăn, nó làm cái quạt nữa. Bây giờ mình sẽ kêu cả đám dậy ăn sáng rồi soạn đồ các kiểu đi về nha các bạn. Và chốt xem là có con nào ngủ được hay không các kiểu nha. Đây Toàn ngủ y như là vô gia cư vậy bạn ơi. Cái liều đó mắc cười quá à. Vậy em rủi bu giò quá trời luôn kìa. Hello. Wow. Có ngủ không có gió gì hết mà mặc áo gió luôn hả em? Mấy rủi bu hả? Đâu, lúc ngủ đâu có rủi đâu anh. Sáng mới có rủi hả? Ừ. Wow. Tủ hay ngủ trong đây. Quay dậy cô. Quay. Dậy xong đầu về nè. Đây. Ngủ gì chết nha. Còn tiếp theo là cái liệu nón lá của ăn. Không biết mấy loa nón lá này dùng để làm gì, chắc dùng để làm quạt quá. Hello. Dậy em ơi. Cái bịch bi lông nó bỗng đóng hơi nước gì luôn nè. Hello. Vậy em ơi. Trời, chỗ ăn ngủ khá là im luôn bạn. Nó có tấm niệm khá là đã luôn á. Rồi buổi sáng tụi mình lại tiếp tục quay quần bên đống lửa trại.
mình sẽ review ngược lại nha. Đầu tiên là cu vị 6 sao, xong rồi ăn gì em? Xong rồi ăn bánh lầy. Lầy. Nó hỏi lời các bạn, ăn bánh lầy, uống là vì em. Sao 6 sao ăn sáng chán chứ ăn bánh lầy là sao? Nó không có gì ăn hết luôn anh. Vậy hả? Vậy hôm qua em cũng không có gì ăn nữa anh ơi. Sáng em phải ăn hủ tiếu khô. Wow. Họ Huỳnh thì có chữ hờ các bạn, kết quả là nó mua hủ tiếu khô và uống nước tăng lực. Nước tăng lực nữa. Sao mà đồ ăn em mấy sao hả? Dạ em 4 sao anh. 4 sao mà cao cấp hơn hàng 6 sao rất là nhiều luôn các bạn. Sao ngộ à. Rồi tiếp theo là mình 1 sao luôn. 1 sao mình có ăn lẩu hái tôm. Nấu nước lên rồi các kiểu nha các bạn. Ở giường em đó nha. Em ra đó là được rồi. Ừ. Rồi anh Tú mấy sao em? 2 sao anh. Anh Tú 2 sao cũng ăn lẩu hái tôm luôn nha các bạn. Nấu nước luôn hả? Rồi uống Lipton nữa. Wow, uống Lipton nữa nha. Rồi cuối cùng là anh Toàn mấy sao Toàn? Không sao anh. Ủa? Rồi ăn gì? Không, sáng em chỉ uống nước thôi. Ăn không khí hả? Nói chung là tối hôm qua là trời không biết bị gì, nó không có một tí gió nào hết các bạn. Ngủ nó khá là nóng luôn, đến nỗi mình phải cởi áo gió ra luôn. Bên ăn sao em? Không đâu anh, bên em thì tới sáng nó lạnh anh. Sao kỳ vậy? Lạnh cái em cuốn sushi lại thì mai ra ấm. Chắc tại vì chỗ của mình nó kín quá các bạn, bị cái liều con vị nó che lại rồi. Mình làm như cái hang động vậy, nóng như cái lò vậy. Còn bên em thì bật điều hòa dữ quá nên lạnh. Cái liều của con ăn là mình thấy là có cũng như không có vậy bạn. Hay như ngủ ngoài trời chơi cho vui vậy. Còn Toàn sao Toàn, cái mái lá tạm bợ của em ngủ được không em? Được anh, chỉ là hơi có mấy con. Cái con rồi đâu phá à. Ok, nói chung là clip hôm nay là tụi mình làm yêu cầu của rất là nhiều bạn luôn. Đó chính là cắm trại theo họ nha bạn. Kết quả là tụi mình đa số toàn là họ lơi không. Hôm nay thằng Khương thì nó bắt bạn đi nặng mụn cái kiểu á. Nó chứ nó vô nó chơi thì cũng họ lơi thôi bạn ơi. Toàn lơi không à. Mà chứ họ lơi thì chỉ ăn được chữ lờ rồi chứ ơi không có làm được gì hết bạn. Và kết quả là như bạn thấy là như thằng Dĩ là 6 sao luôn, 10 triệu luôn mà không có gì để ăn uống hết, nhìn nó khá là chán luôn. Đáng lẽ là 10 triệu là phải vô tay Toàn. Chữ tờ có rất là nhiều đồ ăn. Tôm nè, thịt nè, trứng nè. Toàn những món ăn ơi hời nha bạn. Ok, mình kết thúc video tại đây. Bạn đã thích video này, để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh. Hiện tại là mình thấy thống kê từ lượt xem của kênh mình thì có 65% những bạn là chưa nhấn đăng ký kênh luôn. Nên bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh, các bạn chịu khó đăng ký kênh. Nút đăng ký kênh là nó hoàn toàn miễn phí với bạn. Nó có tác dụng là biết mình là có bao nhiêu bạn là yêu thích mình, bao nhiêu bạn là fan của mình và ủng hộ mình. Và đặc biệt là khi đăng ký kênh các bạn sẽ nhận được thông báo khi mình ra những clip cắm trại khác, những clip thử thách khác rồi các kiểu nha bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt. Sắp mơ lại ăn mì tiếp rồi. Cả ngày hôm nay mình ăn mì không Tú ơi? Ăn lẩu anh. À lẩu.